Mấy đứa hay ra rẻ trong phòng thi kiểu. Rồi, tới giờ làm bài. Ở dưới làm bài cho nghiêm túc đấy nhá. Dạ. Cô ơi, cho em xin thêm tờ giấy đi cô. Hả? Trời, gì mới nói xin thêm giấy rồi trời. Sao mà nó điệu kìa trời ơi á. Ở dưới cho tư. Lan, lên lấy nè em. Cho em xin thêm 2-3 tờ luôn nha cô. Chứ đỡ mất công thì em lên lấy á. Sao nhìn con này nó chướng vậy trời. Đây này. Dạ cảm ơn cô. Trời đề nó dễ quá à. Đã hết 15 phút. Còn 75 phút nữa hết giờ nha. Xong. Nhất lớp. Cô ơi em xong rồi cô ơi. Ừ xong rồi thì dò lại bài đi. Ê Lan chị với cô hai với. Cô ơi xong rồi có được ngủ không cô? Xong rồi thì biến đi má. Ngủ cái gì? Dò lại bài đi. Trời ơi điểm tuyệt đối giờ chứ cô ơi. Trời ơi sao tao chưa thấy con này nó điệu như con này vậy trời. Cô ơi làm bài xong rồi á cho em xin đi vệ sinh nha cô. Ừ. À mà nộp bài đây rồi hắn đi. Dạ để đây mất công mấy bạn nhìn bài em đúng không cô? Rồi còn 15 phút nữa cô thu bài nhá. Ê bài làm sao Huy? Hả? Ê chị đó nữa Các bạn trật tự đi. Các bạn bị làm sao vậy hả? Mấy cái bài này trên lớp cô giao chúng ta làm nhiều rồi mà. Các bạn không chú ý. Rồi bây giờ các bạn vô phòng thi các bạn hỏi bài nhau như vậy hả? Các bạn có ý thức không? Má cái cò này. Thôi Linh ơi. Buông ra đây. Thôi thôi. Trường tôi thi văn nghệ 20 tháng 11 kiều. Đầu tiên xin mời phần thi của em Nguyễn Thị Hương đến từ lớp 12A1 với tiết mục Vũ trụ có anh. Xinh quá mày. Người yêu Huy đá đó ba. Mày đụng vô cẩn thận cái mạng mày đó. Phải nói rất là xuất sắc. Tiếp theo chính là tiết mục nhảy đôn chè đến từ tập thể gần phố lớp 12A1. Chó lớp cô à? Không phải đâu, thầy nhầm rồi. À vâng, tắt nhạc đi ạ. Hai đứa này đi xuống hồ tô một cái. Rất chi là mất thời gian nhé. Vâng, tiết mục cuối cùng là phần thi nhảy ca khúc Tình yêu diệu kỳ do bạn Văn Nam đến từ lớp 12A. Ê, tới mày kìa. Cố lên Nam ơi. Tôi đi về Lan. Đi. 20 tháng 11 trường tôi sáng nay. Ê ngồi thẳng lưng lên che nắng ở tao chứ coi. Trước hết xin mời quý thầy cô và các em cùng nhau thưởng thức phần trình diễn của Bù Ba Phố đến từ lớp 12A1. Mấy nhỏ lớp nào ngon mày? Như 12A1 á. Wow, cả là phần trình diễn hết sức tuyệt vời đúng không nào? Tiếp theo xin mời thầy hiệu trưởng lên đọc tâm thư và đại diện học sinh lên đọc bài phát biểu chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Ôi trời ơi, năm nào cũng nhiều đây. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, người đời có câu một chữ cũng là thầy, nửa chữ thì là thờ. Trời ơi nắng quá lẹ đi má ơi. Sau đây xin mời đại diện lớp 12A3 lên nhận bằng khen giải thưởng hạng nhất bóng đá toàn trường, trường trung học phổ thông Long Bảo. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn thầy. Vâng, để tiếp tục khuấy động không khí, sau đây xin mời quý vị cùng nhau thưởng thức phần trình diễn múa do em Nguyễn Thị Lan đến từ lớp 12A1.
học dưỡng sinh xong kêu tao nha. Rồi đứa nào vót tí lên dập nó không bay. Khi cựu học sinh về thăm trường. Ôi giời ơi, trường tụi mình giờ này khác xưa quá tụi bay nhỉ. Trời ơi, nhớ hồi xưa đi học cái trường thì cũ xì, xong bắt đóng tiền xây trường á, cuối cùng mấy đứa này được hưởng, mình có hưởng cái gì đâu. Này, không biết bà con tiên còn bán đây không nhờ. Hồi xưa tao nhớ đi học ấy, là bánh sáng bà để bán là ngon nhất khu này luôn ấy. Ê, phải chị Linh Bảo không? Ê đúng rồi, cựu gân phố trường mình đây. Ôi trời, chị Linh. Sao, tình hình là giờ đứa nào đang nắm trường ở đây? Con mi sói lớp 12 ai chín chứ đâu. Từ ngày chị đi hả, nó nắm chùm toàn bộ khối 12 trường mình luôn. Tụi mày về nói với nó, nếu muốn sống yên ổn trong cái trường này đấy, thì đừng bao giờ đụng đến anh em của tao, kể cả thằng Tài Nhớt. Lén phé nó cho đi cả lũ bây giờ đấy. Này này này, mấy đứa về nghỉ ngơi mới còn đi học nha. Tụ tập cái gì đây? Cô, ôi giời ơi, về hội nào đây? Dạ, thay mặt lớp thì em chúc cô người nhà giáo thật là nhiều sức khỏe ạ. Ôi giời, về là vui rồi. Quà cáp làm cái gì? Cảm ơn nhá. Đây, mày đợi uống nước đi. Vâng ạ. Thế mấy đứa dạo này làm cái gì rồi? Trời, nói nào ngay. Con Hương nó mới đi du học Mỹ về đó cô. Chuẩn bị bây giờ là tiếp quản công ty của bố đó đó. Ôi trời ơi, không có đâu, cô đừng có nghe nó. Trời ơi, đấy, thấy chưa? Hồi xưa là ngoài con Lan ra ấy, thì Long với Hương là hai đứa luôn luôn là nhì lớp đấy. À, mà quên, Long giờ này sao rồi em? Ôi, Long bây giờ là chủ tịch tập đoàn A Long đó cô. Ôi trời, thế là bây giờ cô đang ngồi với chủ tịch à? Vinh hạnh quá. Này, hồi xưa thằng Long là nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, gọi là nhà giàu nhất cái trường mình đấy. Mà đến giờ cô vẫn không hiểu sao tại sao nó lại mê con Linh ấy chứ. Thì cô, ủa cô không biết hả? Hai đứa đó mới cưới nhau hồi đầu năm á. Ôi trời trời, con đẹp mẹ, ôi trời trời. Ờ, hai đứa này cưới mà không thông báo cho cô một cái gì cả. Mà cả Linh bây giờ làm cái gì rồi? Trời ơi, nó làm bảo kê cho dai tiền góp đó cô. Là cho bốc bắt họ đấy à? Mẹ con luật sư thì lắm mồm ấy nhở. Mà sao ấy, hồi xưa mê anh Dũng này, mà anh có chịu đâu. Ờ, nhưng mà đỡ hơn mày. Hồi xưa lúc thằng Long nó tỏ tình công Như á, mày tưởng tỏ tình mày xong mày nhảy giật lên như con dở hơi á. Cuối cùng đâu phải đâu má, quê quá trời. Mày đi nhắc lại cô nhựa thật đấy. À, thôi uống nước đi mấy đứa. Vâng. Vâng. Nói gì cái tụi bay ơi. Mấy giáo viên khó canh thi lớp tôi kiểu. Ôi giời ơi, sắp vào phòng thi rồi, mình sợ năm nay đúc cơ mọi người ơi. Mày học bài chưa vậy Linh? Ui giời, học lắm gì mày ơi, tí nhớ vô chỉ tao nhá. Quà đây cho tao. Trời ơi, cầu trời cho ai canh dễ dễ trời ơi. Đừng trúng mà phụng là được, không là kỳ này tạch mẹ luôn. À. Dạ em cảm ơn ạ. Canh bài số 2, ok để xuống. Chừng nào tôi kêu mở thì tất cả đồng loạt cùng mở. Tôi phát hiện ai một lần nữa mở đến trước tôi đánh dấu bài đấy. Bây giờ sao để khó thế. Anh kia, cúi mặt xuống mà làm bài chứ nhìn mặt tôi làm cái gì à? Mặt tôi có chữ cho anh làm à? Chị bàn số 3, mang tờ tài liệu lên đây. Có đâu cô. Nhanh lên, tôi mà xuống là chị hơi mệt đấy. Mấy anh chị làm gì ở dưới tôi biết hết đấy. Tôi cảnh cáo một lần cuối nhá. Bất kỳ ai trong phòng thi này tôi bắt gặp một lần nữa đấy, lập tức ra khỏi phòng thi. Ê Lan, câu số 2 làm sao mày? Tao đọc nha. Chị bàn số 3 với anh bàn số 2 trao đổi một lần nữa tôi thu bài này nhá. Bài này canh gắt vãi. Cô ơi, còn mấy phút nữa hết giờ cô. Chừng nào có tiếng trống thì tự giác biết là còn 5 phút nữa. Còn bây giờ tập trung làm bài đi. Chị Lan ngồi thẳng lưng lên. Lan làm bài xong chưa? Dạ em xong rồi. Từ từ mấy. Hả? Xong rồi thì đọc bài anh đây. Ôi giời ơi. Xin lỗi mày nha. Rồi hết giờ, tất cả đọc bài. Vãi mới làm được câu 1. Lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Tất cả dừng bút lại. Tôi ta còn viết ra tôi đánh cho bài đấy. Này anh kia. Thôi xong, xuân này là con không về rồi. Mấy giáo viên hay đi học sinh kiểu. Rồi lớp trưởng phát bài cho mấy bạn đi. Tao 10. Vãi bìa. Ủa sao tao có 8.5 vậy? Cô, câu này em thiếu, cô đừng vậy nha. Cô làm tròn cho em lên 10 đúng đây. Đó, xem nào. Về đi, về đi.
Rồi, Thắm là cô chấm sai nhá. Để cô sửa lên 10 nhá. Em cảm ơn cô. Ủa cô ơi, cô này em làm đúng mà sao cô gạch của em vậy ạ? Đâu? Tôi đâu dạy em cách này. Em học ai đấy? Em học thầy Tâm. Học thầy Tâm thì qua lớp thầy Tâm nhá. Trên lớp tôi không dạy cách này. Mà muốn có điểm thì cầm qua thầy Tâm chấm điểm cho nhá. Không que nhí trời. Rồi câu này ai làm được nào? Không ai giơ tay à? Thế tôi mời cô Linh lên làm đi. Ủa cô ơi, câu này cô nâng cao xem làm được. Đi học mà không làm được là sao? Không điểm ngồi xuống. Thế cô hỏi lớp mình xem ai làm được không? Chị chả treo với ai đấy hả? Lớp trưởng đâu? Lấy cái sổ đầu bài ra đây. Chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chết mày chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chết mày chết mày chưa. Thế anh làm được không? Cô ơi, câu này bữa cô đang dạy xong rồi chống đánh hết tiết thì em chưa hiểu bài. Bây giờ một tiết chỉ có 45 phút làm sao tôi truyền hết tất cả các kiến thức trong mấy anh chị được? Đúng không? Thế tôi mở cái lớp học thêm ra làm cái gì? Mà mấy anh chị không đăng ký học đi. Rồi lên lớp than thở gì nữa? Có làm được không? Dạ không. Không điểm về chỗ. Rồi hết giờ. Bây giờ bạn nào muốn học thêm ấy thì đăng ký cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng lấy danh sách gửi lại cho cô nhé. Rồi, tan lớp. Ê, mày học thêm bài được không? Cũng được. Cơ bản là đỡ bị đì với lại biết trước nghề thôi mày ơi. Nói gì để hiểu? Em đang kêu bạn học thêm cô thôi mà. Ừ. Mà tháng này chị đóng tiền học thêm nhá, lo đóng đi. Tháng sau mà không đóng nữa là tôi đì lại đấy. Ôi trời ơi. Mấy chiến thần ngoại giao thi cuối kỳ kiểu. Eden, học bài chưa? Tí vô nhớ chỉ bài tao với nhá. Học rồi. Ủa mày thi phòng nào vậy? Tao á, phòng 202. Ờ, tao thi 201. Bye. Thương, mày thi phòng 201. Anh Long. Lát sau về gặp nhá. Trời ơi, ba đứa mình học được có thi chung một phòng. Còn Linh học dốt như quỷ vậy đó. Nó thi có mình nó à. Biết có ổn ta. Tôi sẽ vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Tôi sẽ đạt điểm cao tất cả các môn. Xin chào các bạn. 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 Ê, tí vô chỉ với tôi vậy nhá. Ê, bà Linh hay chuyên toán đúng không? Chết rồi, đề khó vậy mình làm không đủ thời gian nữa. Con Linh nó mà làm đề này chắc nó. Tú này cô. Cô gì cô bao ngày bất lực cho mấy xa trong hò trực tiên. Ôi giời, chết cô đi, chết cô đi. Cô lại cô. Cô lại cô đi, quá cô. Ê, phải cô Hiền không tụi mày? Ê, đúng rồi. À, cô. Nói bé thôi. Ôi giời ơi, cô đang thi lớp bọn em à. Rồi, bây giờ cô phát đề. Ngồi làm sẽ đổi với bé thôi đấy nha. Vâng. Mày bỏ cái bài xích lên tao mới thấy nó chép rồi chứ. Linh, trao đổi nhỏ tiếng tôi. Lớp ôn thì cô bị phạt bây giờ đấy. À, vâng ạ. Câu này Lan coi lại đi nha. Chết bà rồi. Chép xong chưa đâu tao chép rồi. Này, bạn cuối. Cô cho trao đổi nhưng được chép tài liệu đấy nha. Dám thì mà đi ngang qua đây bắt được ấy hả? Đánh dấu bài đấy. Cô chịu trách nhiệm đâu. Chị Hiền. Ơ, cô Lan à? Ra đem bảo này. Này, thời gian còn dài các em cứ từ từ mà làm nhá. Có trao đổi thì nhớ trao đổi trong im lặng thôi đấy nhá. Vâng ạ. À. Rồi, lớp trao đổi bé bé thôi. Mới đã gần hết giờ rồi à? À thôi về lớp cho chị. Rồi còn 5 phút nữa, mấy đứa tranh thủ coi lại bài đi. Em này cô, cô xem được bài à? Dạ. Yeah. Em đọc bài. À, xong hết rồi à? Dạ, kỳ này là 10 đấy. Kéo xì rách nghe tụi mày ơi. Úi dồi, một tủ nha má. Có điểm thi rồi, lớp trưởng lên đọc điểm cho mấy bạn đi. Thì mẹ rồi. Mình hiểu. Văn 6, toán 5, lý 6.5, hóa 7. Trời ơi, anh tài của lớp trời. Văn Nam, văn 6.5, toán 6, lý hóa 7. Trên như mình. Ủa, sao bữa mày chép bài tao mà mày cao hơn tao? Ủa, chép bài phải biết chọn lọc chứ bà. Thám, toán 3, văn 3.5, lý hóa 2. Má đúng cái đứa học dốt luôn á.
Cặp chém hai cái nắp hai cái sầu ơi. Bỏ áo học chính, mặc áo cưới, gạt lại việc học về chấm con. Thắng, trật tự. Thị Hương, Văn 9, Toán 9.8, Lý 9.5, Hóa 9. Ôi dồi ôi, cái gì mà kinh thế? Thị Lan, Văn 9.5, Toán 9.8, Lý Hóa 9.5. Ôi dồi ôi, đợt trước mà đi thi chung với bọn này là bây giờ mình ngon rồi. Thị Linh. Thôi, đừng đọc lắm, nó mắc cỡ. Cái gì này? Sao đây? Lại đúp à? À đọc gì nữa? Nó về lấy chồng với tao Thị rồi. Thị Linh, Văn 9.5, Toán Lý Hóa 10. Trời ơi, có lộn vậy mày? Lộn gì? Đợt trước tao ngồi cái bên con Linh A2 học sinh giỏi cấp tỉnh đấy. Rồi, theo như bảng điểm thì kỳ này bạn Linh đứng hạng nhất lớp. Cả lớp vỗ tay cho sự cố gắng của bạn nào. Úi giời, cảm ơn nhé. Rồi, sau khi xem xét thì cô sẽ cho bạn Linh vô đội tuyển học sinh giỏi nhé.